Ban dân vận huyện ủy, huyện Thiệu Hóa vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt hướng dẫn các chuyên đề về quan điểm chủ trương công tác dân vận trong tình hình mới, công tác dân vận chính quyền ở cơ sở và một số vấn đề về thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện nay. Qua đó, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Thiệu Hóa được trang bị thêm kiến thức, trau dồi kỹ năng công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.